Vâng, hiện tại thì anh em GK em đang có mặt tại ở xóm Lẫy, thôn Đá, Dương Xá để lắp cho anh Định bộ combo. Trước mặt anh chắc con trai anh Định Để cho nhà. đây, đặt nhà đây. Nhà đây anh. Đây em để xe ở ngoài này được không anh? Được rồi. Em mà tiền xe rồi, anh cứ xuống. Rồi, xin mời các bác và anh em cùng theo chân anh em đi kê anh em ở trong căn phòng của anh Định. À, chào anh. Đi vào, đi vào con, đi vào con. Tí nữa rồi. Áp sát vào mé bên này thôi em. Con để xuống hàng không? Anh thấy anh đang dùng nuôi BMB. Vâng, em dùng cái này nhưng mà không thích. Cái này bộ này chỉ bố phai bảo đây. Vâng, bộ này không chỉ nghe thôi, chỉ nghe nhạc. Vâng. Cùng, âm ly nhỉ? Đấy, nhiều lắm mà đây là anh chạy nhiều thế. Những cái đồ này bây giờ mình thay hết đi, thì cái này thì em bỏ hết ra. Vâng, anh cho em vào đây. Vâng, anh hộ em nhé. Vâng, vậy cái này chuyển đồ xuống giờ, anh cứ chuyển đồ xuống hoặc em sẽ chuyển những cái này. Nên nghỉ lâu không anh? Dạ nên nghỉ có lịch. Em nghỉ đây là anh là con trai rồi. Vâng, đây con trai em con rừng. Ông giao nhiệm vụ cho ông Phạm Thủy Liên. À thế hôm nay ông đi đâu ạ? À vâng, ông đi làm, ông cũng phải đi làm. À ok, đây anh em chúng em sẽ xuống đổ anh của em nhé. Dạ vâng. Rồi rồi, sẽ đắp cho gia đình. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 các bác ạ. Hôm nay Quốc Khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh em GK chúng em đã có mặt ở Dương Xá bàn giao cho gia đình nhà chủ Định một cấu hình loa C12. Qua chủ Định đã lên tại cửa hàng rồi, đã chọn một bộ dàn rất là ưng ý. Hôm nay anh em chúng em sẽ set up tại nhà. Rồi các bác cùng chờ đợi. Lát nữa anh em chúng em sẽ lên lên nhà cho các bác thưởng thức cái bộ dàn ngày hôm nay ạ. À đây ạ. Đây đây thôi. Đây là dàn karaoke à? Vâng, bộ dàn karaoke, anh hộ em cái này vào. Đây à, bộ dàn này thì hoành tráng lắm nhỉ? Hộ em một tay nhé. Cấp. Hay chào nhá. Chào. Đẳng cấp nhỉ? Dàn hay nhá. Dàn cấp ở trên Long Biên đây. Tí anh vào lắng nghe chất âm và thưởng thức cho hát karaoke trên bộ dàn của JK chúng em lắp đặt cho nhà chú Định. Vâng, JK. Wow. Tôi để cho ông rác được máy rơi ở cái nữa để thử chết. Wow. Nhưng mình đã có bộ dàn nào chưa anh? Ôi trời, nhà đang có bộ nào là đấy đâu mà mua. À, bộ về chơi hôm nay. Bộ này bao tiền em? Bộ này 25 triệu. 25 triệu, đấy, rẻ nhờ. 25 triệu mà nghe được bộ hay là rẻ quá. Làm mua đấy à? À được nhờ. Bộ cưới thì ừ, đúng rồi, đám cưới thì ai thì bây giờ có điều kiện thì mình phải đi thuê. Thuê gì? Cưới đang làm, cưới thăm mới. Thế bộ cũ thì đi đâu? Bộ cũ thì lại cho lên xin khách. Ở bên ông già không nhà, nghe ai nghe còn cũ rồi. Bộ rèn của chúng em thì gồm có 4 món. Có nó là một đôi loa và một súp và một cục đẩy. Giờ nó đẩy liền vang. Đẩy liền vang. Vâng, mới bộ mic. Đấy là mic luôn. Toàn bộ một bộ rèn đầy đủ đấy ạ. Rèn đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn. Ừ. Một đôi là một sút, một đôi la, một cục đẩy liền vang. Vâng, cái này là cái gì anh? Đấy là cục đẩy liền vang. Đẩy liền vang là cái này. Hai, đây là bộ mic. À như thế là đủ bộ luôn. 321 mà. À, và đây là con súp S1002. À. Và đôi loa C12. Ồ, thế tôi lắp luôn lên để nghe thử đi. Vâng, đây là chất ta làm chất thế này rồi ạ. Chờ anh dọn dẹp cái bộ loa cũ trong kìa. Đẩy luôn cái bộ loa cũ thì loa ấy thì bây giờ vứt đống lát. Vâng, sau đó thì bọn em sẽ đưa cái bộ mới của bên JK cho em đến lắp đặt cho gia đình. JK là hàng thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam gì nữa, làm ra giá thành nó hợp lý đấy ạ. Đài Loan cũng là đất nước mà sản xuất đồ linh điện tử tốt, hàng tốt, là hàng đứng đầu thế giới đấy. Vâng. Đấy là công xưởng công nghiệp của thế giới đấy ạ. Ừ, Đài Loan.
Cái này toàn hàng đầu, cái này tốt thiệt. Đây này để Sơn giới thiệu cho mọi người đến cùng mua hãng Zika. Cũng chỗ mình cạnh bệnh viện Đức Giang này. Đức Giang đúng không? Vâng đúng rồi. Zika là to, là to nhất ở đây đúng không? Vâng đúng rồi anh ạ. Không không không, Trang này, Trang này. Lát ca sĩ ở đây thẩm đúng rồi, hôm nay chúng tôi về nhà hôm nay là tắm đường ra vừa đi mua ấy về tắm đường tí nữa để sang nha. Tí ra để mời bác sang đây. Thẩm âm cái bộ này là để xuống đây ạ. Hôm nay bây giờ em cho hết xuống dưới xong rồi em cho lên trên. Mít tư vấn là tập trung cùng với anh nha. Bộ này 4 lít, bộ này 2 bộ này bộ của đây lái đùa đùm với cái tầm chưa được sáng, chưa được sáng cũng mưa chưa được sáng, chưa được sáng cái nghe nó không không hay ở đây không hát thì nó không hay, cái lúc này chỉ nghe nhạc thôi, từ giờ công suất nhỏ không đáp ứng được để hát. Hát bây giờ phải dùng để hát, bây giờ nó phải lấy cái loại khác công suất nó lớn để đáp ứng được hát karaoke. Đây không có gì ngoài ra này các bạn. Đây là hai đôi nhé, một đôi B và B này. Hàng Trung Quốc mà. Trung China. B và B được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Wow. Quan trọng là mình có mua được hàng cái hàng chính hãng hay không, hay là mua những cái thiết bị để trôi nổi. Cứ rút hết dây rắc nha, thay hết để cho hai toàn bộ dây mới. Các bác nghỉ lễ thế nào dạ? Còn anh em đi ca chúng em vẫn tất bật với những cái công việc hàng ngày à. Đi bàn giao những cái bộ giàn để mang những món ăn tinh thần kịp thời và những cái ngày nghỉ lễ cho các bác. Các bác yêu quý ủng hộ Zika chúng em chỉ cần nhấc điện thoại lên alo, bên em sẽ sẵn sàng bàn giao tận nhà cho các bác. Đây là một loa C12 Pro ạ, dòng loa cool. Ngày hôm nay thì kênh Zika chúng em, anh em Zika chúng em đã chia nhau đi bỏ mất 4 đơn. Đầu xe đang ở trên Bắc Giang ạ. Và em thì Nít Tơ Thị đang ở Gia Lâm, rất là gần dạ. Anh hôm nay mới được nghỉ ạ? Hôm qua thì hôm qua thì có một mình ông cố lên. Em nghỉ thứ 7 à, dạ, nghỉ thứ 7. Làm gần đây không anh? Em thì làm xa, hơi xa tí. Công ty thì ở Đại Đồng nhưng mà đi thi đấu ở Từ Sơn cơ. Anh thể thao ạ? Thế là công em làm về môi trường. À. Thế ra đây là con đẩy của bộ dàn này, cái nền tảng đẩy DX22 ạ. Phiên bản mới của năm 2024 mãi đến trung tuần giữa năm mới về ạ. We'll be right back.
vượt qua ngàn bao tố
chia sẻ một chút xem về cái bộ dàn mà anh em Giga chúng em đã set up cho. Nói chung là vào này thì không phải bàn nữa. Không phải. Rất là hay. Ui tao nữa. Đây là ngày 2 tháng 9. Tao nữa. Anh em Giga bắt gia đình mình một cái công ty. Thay mặt công ty chúc anh và gia đình những anh nghỉ nhiều niềm vui, chúc anh nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là chú Định hôm nay đi làm không có ở nhà. Các bác ạ. Thì anh em Giga chúng em đã set up xong rồi. Cảm ơn anh Đức nhé. Thay mặt gia đình thì em xin chúc cho lúc như mình được bán được nhiều loại và gửi đến các gia đình. Cảm ơn anh. Ok, em xin phép. Vâng, chào anh.